Hi Sydney. Hi boy. Đi ăn sinh nhật mà trời mưa tầm tã dữ vậy trời. Chỗ này nhìn cũng đẹp quá anh ha. Cái gì vậy anh? Anh, cái chỗ này có view nhìn cũng đẹp quá ha. Hi, xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay dình của mình với chị Kim đó đi sinh nhật của người bạn của mình, đó là Lauren. Thì mình biết Lauren là qua chị Kim đó, nhưng mà rất là dễ thương và đáng yêu cả nhà. Thì hôm nay là sinh nhật của Lauren nè. Thì bây giờ mời tất cả mọi người ha, cùng vô bên trong chỗ sinh nhật của Lauren ha. Thì ở Mỹ người ta hợp tức sinh nhật cũng đơn giản đó mọi người, tùy theo gia đình, tùy theo mỗi người ha. Thì cái nơi mà chúng mình chuẩn bị vô đang sinh nhật Lauren là chỗ này, chỗ phải chơi game, chỗ chơi game và chơi bowling và ăn bánh pizza, ăn đồ Mỹ không ở cả nhà. Cái nơi mà người ta họ để cho bạn bè, gia đình, anh em đi tới tụ tập, nói chuyện, ăn uống đơn giản thôi, cũng không có gì hoành tráng lắm cả nhà nha. Thì bây giờ mình đi cũng cái ngày nó mưa rơi tầm tã, trời bên này mưa lớn quá, mưa ướt hết luôn. Thì nhưng mà rất vui vì đi sinh nhật bạn mình vui rồi, mưa lớn bảo gì cũng đi hết. Bây giờ mình đang có mặt tại cái nơi mà tổ chức sinh nhật của Lauren này cả nhà. Bây giờ mình cũng vô bên trong ha. Dạ thì mời tất cả mọi người cùng vô bên trong cùng tham quan cái nơi này. Trời ơi, mưa tầm tã. Ăn mừng cùng nói lời chúc mừng sinh nhật với người bạn thân thiết của gia đình mình bữa nay nha. Trời, bánh bowling nữa kìa. Chúc cho tất cả mọi người sức khỏe, bình an, sống khỏe mạnh và vui. Cảm ơn mọi người. Có chỗ chơi game nữa nè. Xem ủng hộ YouTube của mình. Bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người cuối video của mình nha, cũng như video kế tiếp. Nếu như mọi người ai yêu mến kênh YouTube của mình thì xin cả nhà hãy đăng ký mình, đăng ký kênh cho mình bằng cách nhấn like, share, subscribe cả nhà. Cùng chia sẻ đến cho tất cả mọi người cũng được xem, được biết xem được sinh nhật của dân của mình là Mỹ ha. Nếu nhà lần đầu tiên đến tới kênh YouTube của mình thì đến là Trang và kênh YouTube của mình là Selin Vlog US. Đó là cuộc sống của dân của mình. Mình qua đây định cư cũng thời gian mới thôi, không lâu lắm. Mình thích ghi lại những hình ảnh này và chia sẻ cho mọi người cũng như lưu giữ để kỷ niệm cho bạn bè, gia đình của mình và các con của mình, để sau này mình già lại mình có một cái gì đó để coi lại khi trẻ mình đã làm gì và như thế nào, thì cũng là một điều rất là thú vị trong cuộc sống. Hy vọng rằng mọi người bây giờ ai cũng xài smartphone, ai cũng xài iPhone hết, cũng có thể ghi lại những tất cả của dịch của mình. Và nếu như không chơi Facebook, YouTube, Instagram, TikTok thì có thể lưu giữ lại những máy sau này mình thêm cái coi, thì đó là một điều rất là thú vị tuyệt vời cho cả nhà. Bây giờ thì mời cả nhà cùng xem cái đêm của mình ha. Nhỏ cái chớ. And chips, Caesar salad. You have more silverware? I only bought like three. I don't know why. Kim.
Vy chỗ này đẹp nè. Vy cảnh đẹp quá Vy ha. Dưới nó đẹp ha. Vy em muốn chụp cái chỗ này cái không Vy? Okay, see you guys.
xe đẩy qua đẩy lại đi. Nhớ dễ sợ luôn. Đâu dữ vậy, cầm dữ vậy. Cái này anh phải cầm cái vô lăng cho nó cứng.